chào cả nhà. Hiện tại là Vy đang đứng tại Solar City, phường Thị trấn Bến Lức. Và cái điểm Vy đang đứng hiện tại đó là chính giữa cổng chào của dự án của mình. Nhưng mà mọi người thấy con đường nhựa phía đằng trước đó chính là con đường Nguyễn Văn Tui. Thì con đường Nguyễn Tui này thì nhìn xéo một chút xíu là sẽ có một cái ngã ba, đó chính là đường Nguyễn Trung Trực, là con đường đi ra khu công nghiệp Thuận Đạo. Thì ở đây nên cả nhà mình chạy từ đây á, mình chạy ra ngoài quốc lộ 1A thì nó cách khoảng 500m thôi. Bên kia là mình cái lốc B1 đấy cả nhà. Thì bên lốc B1 là có một cái vị đất thì công ty sẽ làm cái trường học mẫu giáo đó. Và đây chính là lốc B1 của mình. Bên này là lốc B2. Hai lốc của mình đối diện với nhau ở con đường chính. Con đường chính của mình sẽ dài 10, của mình sẽ là rộng 16m. Em nói quay mặt lại, em nói gì người ta không nghe đâu. Dạ, đi nói lại nha cả nhà. Là con đường này của mình sẽ rộng 16m. Và bên hông vỉa hè của mình sẽ có thêm vỉa hè 3m nữa. Như trước mắt cả nhà mình là sông Vàm Cỏ Đông ha. Thì trục chính này là rất là tuyệt vời rồi. Bây giờ là hầu như là khách hàng nào đi vào đây cũng thích đường trục chính. Một là trục chính, hai là view sông. Thì hai cái vị trí này là khá đắc địa cho nên là ai cũng thích. Cái chuyện đó là rất bình thường. Nhưng mà ở ngoài đây thì cái giá nó sẽ cao hơn những lốc trong chút xíu. Cho nên là ví dụ như mình mua đầu tư thì không phải ai cũng nhiều tiền đâu. Cho nên là khi mình đầu tư mình mua được cái lốc ở ngoài thì mình sẽ bán lại cho những cái khách hàng mà có cái tài chính nó cao hơn xíu. Nhưng mà nhiều khi là có những người người ta tài chính người ta không cao thì không thể nào người ta mua nổi. Cho nên là người ta bắt buộc cũng phải mua ở trong thôi. Đó, cho nên là quan trọng nhất là mình chọn vị trí, nhưng mà sau này mình bán lại cho ai. Và bây giờ là cái lốc B1 và A1 này thì nó sẽ trong tuần sau thì công ty sẽ mở bán. Công ty sẽ mở bán hai lốc này. Thì lúc đó là bây giờ là cả nhà mình phải tranh thủ trước nha. Mình tranh thủ trước mình xuống xem dự án đi. Còn ví dụ như mình ưng cái căn nào cứ đặt chỗ trước, rồi xong tới tuần sau công ty bung ra thì lúc đó là mình chỉ cần mình chuyển xe đặt cọc thôi thì nó sẽ rất là nhanh gọn. Có gì nói không? Giờ mình đang đi ở ngoài đây, trời đang nắng nóng nhưng mà gió thổi rất là mát. Hồi sáng thì hai anh em quay thì trời rất là nắng, nhưng mà ra quay đường xíu thì trời mát lại. Chắc cũng thương hay sao. Đó, bước ở đây một cái là một cái cảnh tượng thiên nhiên thật là mênh mông, nó đập vào mắt của mình cho sướng. Nhân nói vậy thôi chứ thật sự rất là mát nha cả nhà. Khi mình xuống đây thì mình mới cảm nhận được. Chiều chiều mà ra ngoài đây thì sau này là có cái công viên á. Ra ngoài đây rồi có hồ bơi nữa, rồi sân tennis. Dù đánh tennis xong rồi mệt quá thì xuống hồ bơi. Rồi bơi xong rồi lên uống cà phê, ngắm ra bờ sông nè, thấy mấy cái tàu. Mấy cái tàu mà nó chở chở đồ, tại vì kế bên đây mình có cái cảng cảng Cẩm Nguyên với cái cảng tên gì Quy? Bobon đúng không? À tiếng Anh nha, không biết nhưng nhờ con bé nên nó học giỏi hơn cho nên nó biết tiếng Anh. Đó, mình thấy rộng không, thênh thang mênh mông luôn. Trời ơi đẹp quá, quá trời đẹp luôn. Vì có một cảm giác như thế nào khi mà đứng tại đây? Thấy nhỏ bé quá hả? Nó như cả nhà mình thấy á, sông Vàm Cỏ Đông rất là rộng luôn, sông rất là rộng. Giờ ở đây thì nước ở đây mà nước đục cái nó là thôi luôn á, là Sài Gòn là Sài Gòn có nước là không biết nói sao luôn. Sông này có cá đó. Có sông lớn mà em. Có cá thì chiều ra quăng câu ra câu. Đó, mình nhìn xa xa ngoài kia ăn xíu là mình sẽ gặp cái cầu cầu Bến Lức. Đó, còn bên kia là lốc A2. Đó, lốc A2 thì bên công ty đã hoàn thiện hết rồi. Có một căn nhà mẫu, một lát nhân dẫn cái nhà mình vào nhà mẫu coi nha, xem nha. Đó, còn bên đây là lốc A1, B1 hồi nãy nhân ở ngoài đi vô đó. Rất là tuyệt vời luôn. Không lên đường.
Vô đây mát ha. Nhà mẫu thì cảm giác đầu tiên chính là sướng rồi. Ra ngoài trời vô rất là sướng. À, cái đầu tiên của mình đây chính là phòng khách. À, mình cũng ở đây thì được phối màu trắng đen là chủ đạo. Nó sẽ tạo cho căn phòng nó sang trọng huyền bí hơn. Và khi mà mình mua nhà thì nếu mà mình mua nhà hoàn thiện á thì những cái gì mà dính với tường hay là trang trí chung với tường là mình sẽ có hết. Đó, ví dụ như ở đây là cả nhà mình thấy thì cái phần này là cái phần tủ nè, thì bên phía công ty trang trí thôi, bên đây cũng vậy. À, tức là tất cả những cái gì mà nó dính với căn nhà luôn thì nhà hoàn thiện nó sẽ như vậy đó. Còn những cái phần nào mà rời ra giống như mấy cái này là công ty trang trí thôi nha cả nhà, thì mua thêm thôi. Ví dụ mình ưng một cái mẫu giống như vậy luôn thì mình đặt công ty làm luôn cũng được. À, mình có thể là vô tư lựa chọn. Còn phía sau là bếp. Đó là sau này là mình mua đó. Và cái bếp mình thấy như thế này nè. Nếu mà mua nhà hoàn thiện nha cả nhà. Nó có lavabo, có cái bếp điện này là cả nhà mình phải mua nha. Nên mình mua nó chỉ có cái mặt đá là thôi. Và dưới cái tủ là có sẵn hết. Còn cái phần này là mình cũng phải tự mua nè, cái tủ trên. Đó. Đẹp ha. Phòng vệ sinh này cái nhà, phòng vệ sinh cho dành cho khách khứa này kia đó. Đúng rồi. Ở đây là ở dưới chân cầu thang á, mình có một cái kho nè. Mình cái đồ nào mình không cần thiết thì mình bỏ vào đây, rất là hợp lý luôn. Rồi phía sau là mình có cái sân nè, thì công ty làm cái bồn ha nè, một cái điểm nhấn nhỏ cho mình. Thì khi ở đây thì mình dành để phơi đồ này kia, để máy giặt. Đó. Còn bên đây là công ty làm cho mình cái phần cái tay vịn, tay cầm á, cầu thang á, thì bằng gỗ sơn màu đen. Cầu thang có lót đá luôn, lót đá và qua cương màu đen luôn. Đây là phòng sinh hoạt chung. Đó, giống như nãy giới thiệu ở bên kia. Thiết kế tuyệt vời luôn rồi. Ở đây thì cái phần công ty thiết kế thôi. Còn ví dụ như cái nhà mình có thể đặt một cái bàn to hơn. Đặt cái bàn to hơn ở chỗ đây để cả một gia đình mình ngồi. Đúng rồi. Mình ngồi quây quần bên nhau, mình nói những câu chuyện đời, những câu chuyện nghề, những cái gì mà bực nhọc một ngày làm việc trải qua. Đây, mà cái nhà mình vào phòng ngủ. Phòng ngủ mát. Sướng à. Vy có tiền mua không? Gắn đi 10 năm nữa cũng có tiền mua. Đợi 10 năm nữa để dành đủ tiền rồi lúc đó cái căn nghỉ đâu còn 2 triệu rưỡi nữa. Hay ha. Phòng này là phòng ngủ bự. Phòng ngủ lớn nha cả nhà, phòng ngủ trước. Đây là mình có bàn trang điểm này. Thiết kế. Đẹp ha. Thiết kế bàn trang điểm. Ngồi trang điểm luôn không Vi? Sáng giờ em đi cũng tơi tả lắm, nhưng mà không biết ngồi đây mà có bị thấy có bị làm sao không nữa. Không, là khi cả nhà mình thấy thuyết trình về cái nhà này kia là ngồi rồi vô tư sướng lắm ha. Nhưng thật sự làm cái ngày nào chắc sướng lắm, được đi đây đó rồi này kia, nhưng mà thật sự rất là cực nha cả nhà. Nắng đen thui luôn. Đây tủ quần áo, cái bộ ăn cắp bộ đem về không ai biết đâu, không có về dưới ra là ông chọc đầu liền. Đẹp ha. Đây là cái bồn tắm nằm. Giờ nay nằm thử coi. Ủa anh, cái lúc mà bên công ty mình mà bàn giao nhà hàng thì là có bồn tắm nằm không anh? Có chứ, thì cái đã nó cái nào nó dính dưới cái nhà. Cũng thoải mái lắm. Nhà mà giờ không có xả nước ra được thôi. Vì cao mét mấy mà nằm vừa đi. Đâu, vừa y luôn chứ. Em là được 1m68. Vậy chắc anh nằm thì không vừa. Thôi thử rồi mà qua cho anh. Nhưng cao 1m8 rồi đó nha. Để còn thử. Không vừa. Vừa không anh? Ngồi thôi. Ngồi thôi, còn mất hơi dư cái canh này thôi.
Còn bây giờ muốn nằm xuống thì phải trường xuống đấy. Sau đây có nước luôn trời. Nhẹp chưa? Một cầu thì ở đây là một như thế này, một lát lên lầu hai nữa. Hôm nay là làm những đồ. Ừ, có nước rồi. Đã. Rồi tắt đi. Trời ơi, bắt nhạc du dương nữa. Thứ gì chịu nổi. Âm thanh của mình là âm tường à, hay à. Không, mình có thích cái loa đâu, âm tường. Có loa âm tường luôn cả nhà. Sao loa nhỏ mà nghe lớn như vậy ta. Rồi ở trên mình có hai phòng ngủ cả nhà ơi. Thôi cái loa nó to quá. Cái này úp lên chắc nó dính bản quyền á. Làm những căn trước là quay nhà thô cho cái nhà mình đó, mình thấy nè, phía bên hông nè. Ồ, bên hông, bên kia là chưa có gì hết. Mình đã làm xong hết, mình cảm giác đã. Tuyệt vời luôn. Rồi ban công phía trước. À, đây phòng ngủ tiếp theo nữa, một phòng ngủ nữa. Không gian mở á. Đó thì ví dụ mình bình thường thì mình có thể để trống luôn, cái mình nhìn ra một cái vườn hoa. Còn khi nào ngủ thì mình kéo cái rèm lại, cái rèm đó. Ngủ này thì mình dành cho con cái nha cả nhà. Đẹp quá. Cũng có cửa đó, cái lóc bên kia là lóc A2 đó. Lóc A2 thì nãy video trước là Nhân đứng ở chân Nhân với Vi á, đứng ở chân chỗ mà cái máy tôn đó cả nhà. Đó thì rồi đó. Thấy không? Lóc này là lóc cũng A2 mà nó view xong. Thì đó mặt trong thì nó rẻ hơn mặt ngoài chứ. Cái gì đứng cơ rồi. Anh chụp hình mà. Anh kia không quay mà. À. Đây là cái tủ âm nha cả nhà. Âm tường. Cho cái phòng nó rộng rãi hơn. Đã. Mà có đồ mà đựng hết được cái tủ này cũng giàu đó nè. Không, nếu mà ai mua được cái căn nhà này thấy giàu rồi, khỏi cần đựng đồ vô tủ này kia. Đựng đồ hết cái tủ rồi thấy giàu đó. Cái này như là cảm ứng hay gì nè. Rồi nha. Trời đã, nhỏ lớn là chỉ thấy thôi chứ đâu có, bữa nay được đụng vào luôn. Nói như trên trần mấy căn kia Nhân quay cho cái nhà mình đó. Ở đây làm thạch cao ha. Làm thạch cao thì mình trang trí mấy bóng đèn nào được nè. Đó, bóng đèn rồi ha. Còn nếu mà mình làm bằng bình sơn nước thì nó không có được. Không có làm mấy cái đèn đó được. Mình chỉ làm đèn chùm thôi. Cái đèn thả keo xuống. Cái đèn giống như cái sóc quần áo này cũng đẹp lắm. Vi có những thông tin ở phía bên dưới cụ thể rồi, nhưng mà mọi người cần những thông tin chính xác hơn hoặc là muốn đi tham quan cái nhà mẫu của mình, muốn đi tham quan dự án thì hãy liên hệ cho Vi để Vi có sự hỗ trợ nhiệt tình sắp xếp để đưa quý vị và cả nhà mình cùng đi tham quan nhà mẫu của mình nhé. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại video sau nhé.